Cô Soan vừa nằm xuống thì bất giác thấy bóng trắng đang lơ lửng trên trần nhà. Cô hét lên. Mà, anh ơi, nó, nó, đang trên trần nhà. Chú Lê cũng hốt hoảng nhìn lên trần nhà nhưng hoàn toàn không thấy gì. Cô Soan thì sợ co rúm người lại. Chú Lê cảm nhận rõ vợ đang trung lên bần bật. Cô khua hai tay liên tục trước mắt, miệng liên tục lẩm bẩm. Đi, đi, làm ơn đi đi, đừng làm hại chúng tôi. Chú Lê ôm lấy người vợ Em bình tĩnh lại đi Anh ở đây em bình tĩnh lại đi Cô Soan nhắm chặt mắt lại mà nước nở Em sợ em sợ lắm Chú Lê bất lực Nhìn hành động kỳ quặc Và nỗi sợ hãi khủng khiếp của cô xoan Mà đau lòng Chú thốt lên Vậy rút cuộc mày muốn gì Sao mày lại nhầm vào vợ tao Mày muốn gì thì mày hiện hình lên Nói chuyện với tao xem nào Mày là đồ hèn hạ Mày có giỏi thì mau hiện hình lên đi không gian bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ. Chú Lê cũng cảm nhận được hơi lạnh phả xuống mặt mình. Chú siết chặt lấy người cô xoan, nâng cô dậy. Mình yên tâm, có anh đây, anh không để nó làm hại mình đâu. Cô xoan khóc, người cô rung lên từng chập. Bóng đèn ngủ trong phòng bỗng dưng lóe sáng. Cô ngước mắt nhìn về phía đèn ngủ, bất giác, gặp ngay hình người đang theo lơ lửng giữa nhà. Chiếc cổ của người đó ngoẹo sang một bên, lưỡi thè ra kinh dị cô không kịp kêu lên vì quá hoảng rồi ngất liệm. Chú Lệ hốt hoảng lai vợ. Chú lao khỏi giường bật điện. Ba chiếc đèn đồng loạt lóe sáng cũng kịp lúc cho chú nhìn thấy cái bóng lướt xoẹt qua cửa sổ rồi biến vào không trung tối đen như mực bên ngoài. Chú đứng yên như trời trồng vì không tin nổi những gì vừa xảy ra. Chú lẩm bẩm. Ma là ma thật. Trong nhà này có ma. Chú lao ra lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa vợ đi viện. Ngay ngày hôm sau, cô chú bằng với bố mẹ bán gấp căn nhà mới mua được vài ngày. Vì sợ nhà mất giá nên vợ chồng cô chú lấy cớ bán nhà lấy tiền đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, căn nhà lại không có người hỏi mua do hàng xóm đồn đại rằng nơi này bị ma ám. Một ngôi nhà bị ma ám thì làm gì có người mua? Lời đồn ác ý cứ thế mà lan tỏa nên ngôi nhà lại càng khó bán hơn. Sau cùng, em trai chú Mạnh quyết định mua lại căn nhà ấy vì giáp nhà với anh trai và mẹ đẻ với giá rẻ hơn rất nhiều với giá trị thật của ngôi nhà ngày chú trường mua lại ngôi nhà nhiều người qua lại cũng xì xào bàn tán về chuyện ngôi nhà bị ma ám chú trường thấy vậy chỉ cười trên đời này làm gì có ma với quỷ chứ nếu thật có ma thì chắc tôi phải gặp cả mấy trăm con ma một ngày rồi ấy chú mạnh cũng đáp chú nói phải đấy anh cũng chưa bao giờ tin vào ma quỷ anh cũng giải thích nhưng mọi người đâu có tin vào lời anh nói. Chú yên tâm, nếu có ma quấy nhiễu nơi này thì anh sẽ là người đầu tiên hạ mặt con ma ấy cho tất cả cùng xem. Bà mừng nghe con trai nói vậy, chẹp miệng. Thà tin là có, còn hơn không các con ơi. Mẹ sống ngần này tuổi, chưa thấy ma bao giờ, nhưng nhiều người thấy rồi, các con cũng nên tính tầm một chút đi. Chú Mạnh đáp, mẹ cứ lo xa rồi, mẹ yên tâm đi, con là công an đấy, mẹ bảo con tin vào ma quỷ, chẳng khác nào mẹ bảo con bỏ quân hàm về nhà trồng rau cho rồi. Bà Mừng lúc biết tin con trai mua lại ngôi nhà của cô An cũng phản đối, nhưng các con bà lại một mực không nghe. Bà lo sợ lời thể hiện nói khi xưa sẽ thành hiện thực. Kể từ lúc bà nghe mẹ con cô An kể lại chuyện tranh cãi giữa chú Mạnh và thể hiện, bà đều lo lắng. Nhiều lúc bà không hiểu nổi, nỗi lo của mình xuất phát từ đâu. Tuy nhiên, bà rất hay gặp ác mộng chuyện các con bà gặp chuyện chẳng lành. Chú Trường là con trai út của bà, chú lấy vợ và sinh được hai con, một trai một gái. Con gái chú thì đang ở cùng với con gái lớn của bà ở tận Sài Gòn. Nhà chú Trường chỉ còn hai vợ chồng và cậu con trai út chuyển về ngôi nhà này ở mà thôi. Chú Trường thấy mẹ có tâm sự bèn nói. Mẹ không muốn chúng con ở gần mẹ hay sao? Chúng con ở đây vừa gần mẹ, anh em con lại cạnh nhau. Như vậy cả nhà ta lại quấn quýt càng tốt hơn mẹ à? bà mừng thở dậy giờ các con lớn rồi mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của từng đứa nhưng không hiểu sao lòng mẹ bất an lắm mấy hôm nay ruột gan mẹ nóng như lửa đốt mẹ hay bị hồi hộp và nghẹt thở chú mạnh mẹ chỉ lo vớ vẩn nên mới thế còn chuyện ông thầy bói kia mẹ bỏ ngoài tai đi con chưa bao giờ tin vào mấy chuyện bói toán vớ vẩn ấy ông ta không phải người làng này, chính nếu ông ta ở đây á, con sẽ bắt ông ta về tội tuyên truyền mê tín dị đoan, trừ họa cho dân. Chú Trường và chú Mạnh gạt đi mọi dị nghị bàn tán của mọi người về chuyện ma quỷ nơi này. Thậm chí, chú Trường dọn về nhà mới còn không cần mời thầy cúng nhập trạch. Bà mừng lo lắm. Các con không tin ma quỷ thì mẹ hiểu, nhưng từ trước đến nay các cụ vẫn bảo có thợ, có thiên, có kiên, có lành, sao con lại vô sư vô sách thế chứ? Chú Trường đáp, Phú Quý xin lễ nghĩa thôi mẹ ơi, ngày xưa các cụ đói, cơm ăn chẳng no, thì lấy gì mà cúng chứ? Ngày nay, người ta no cơm, thừa tiền mới sinh ra lắm lễ, còn thấy bởi mọi người cứ tin tưởng cúng bái, nên đội thầy mo thầy cúng mới lộng hành như hiện nay. Bà Mừng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ba người trong gia đình chú Trường chuyển về ở được một tuần đầu, không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chuyện ma quái cũng gần như không hề tồn tại trong ngôi nhà này vậy chú Trường vui vẻ nói với hàng xóm. Các anh thấy chưa, chỉ có người nhát gan mới sợ ma, nhà tôi ở đây cả tuần mà có thấy con ma nào về làm phiền đâu. Hàng xóm cũng đồng tình với lời của chú Trường nói, họ cho rằng ma quỷ mà gia đình cô An và cô Soan gặp, do tâm họ mà ra, hoặc có thể họ yếu bóng vía nên mới bị triều như thế. Tối hôm đó, vợ chồng chú Trường phải đi trực ở bệnh viện nên mình cu Long ngủ ở nhà. Long rủ thêm Tú con trai chú Mạnh sang ngủ cùng cho vui. Hai anh em học bài xong còn xem phim thức khuya mới chịu đi ngủ. Tú Triều Long. Long xem phim kinh dị muộn thế, không sợ đêm gặp ác mộng sao? Long đáp: Em trước giờ toàn xem muộn, tại bố mẹ em cấm em xem phim kinh dị nên em toàn giờ bố mẹ ngủ mới mở laptop lên xem trộm. Thế em có sợ ma không? Ngôi nhà này mọi người đều bảo là có ma ám đấy nhà cô Soan bán nhà cho chú Trường bị dọa, ngất xỉu, phải đi cấp cứu trong đêm cơ. Em không sợ, bố em bảo chỉ ai yếu bóng vía mới sợ ma thôi, chứ thực tế làm gì có ma mà phải sợ. Tú cười, được rồi, anh tưởng chú sợ ma lại tè ra quần thì mất mặt lắm đấy. Lòng biểu môi, có mà anh sợ ma ấy, tí nữa còn ma tới nó dọa anh sợ ngất xỉu thì em đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Nói rồi, Long cười tiếng cười của Long vang lên rồi bỗng dưng im bặt bởi luồng khí lạnh toát phả thẳng vào gái cậu. Cậu sững người liếc nhanh đôi mắt nhìn xung quanh ngay ngóng. Tú thấy vậy bèn hỏi. Sao thế? Chú đang cười sao im bặt rồi? Anh có thấy gì không? Tự nhiên em thấy lạnh. Chú hâm hả? Trời lạnh thì thấy lạnh là đúng rồi, còn gì nữa? Không phải, em thấy lạnh như mở tủ lạnh ra ấy. Cậu ấy vừa nói vừa rùng mình. Tú thấy vậy cười, vừa mới bảo không sợ ma xong, chưa gì đã thấy co rúm người lại rồi. Lòng xòa xoa cánh tay để cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tự nhiên em thấy lạnh chứ em đâu có sợ ma. Anh coi chừng, tí nữa nó ngồi trên đầu anh đấy. Nhảm nhí vừa thôi, anh đi ngủ đây. Chú cũng nghỉ sớm cho khỏe, mai còn đi học đấy. Anh ngủ trước đi, em xem nốt bộ phim này đã. Phim kinh dị là phải xem cho hết, không đêm em ngủ không ngon, vì hồi hộp. Tú leo lên giường ngủ trước, mặt long xem phim kinh dị một mình cậu nằm một lúc thì chìm vào giấc ngủ tú dậy đi chơi nào tiếng thì thầm bên tai làm tú giật mình tú nghĩ long đang trêu mình nên kéo chăn trùm kín lên đầu tiếp tục ngủ tú dậy đi chơi nào tiếng nói lại vang lên bên tai làm tú thấy khó chịu tú lấy tay gặt cái chăn ra cào nhào long mày không ngủ thì để anh ngủ đêm hôm còn chơi bời ở đâu mà rủ Long đang xem phim, nghe tiếng Tú nói lạm nhảm, bèn đáp. Ông anh bị mơ ngủ hả? Em vẫn đang xem phim, em thích phim hơn đi chơi. Tú lười không đáp trả lại lời lòng, mà kéo chăn bịch tai lại ngủ tiếp. Tú nằm một lúc thì thấy người lạnh toát, người Tú rung lên lập cập, Tú thốt lên. Sao lạnh thế này, không lẽ mình sốt rét ư? Vậy đi chơi thôi, Tú ơi, vậy đi chơi. Tú định thần lại. Ai vậy? ai vừa gọi tôi tú nhìn khắp phòng nhưng không thấy ai khác tú gọi long mày vừa gọi anh đúng không long đáp giọng vào ông anh ngủ đi em bận xem phim không có thời gian gọi anh đâu tú hỏi mấy giờ rồi mà mày chưa ngủ thế sao anh cứ nghe thấy tiếng gọi sắp một giờ rồi anh ngủ mơ đấy em chẳng nghe thấy tiếng gì cả tú lắc cái đầu rồi lấy tay vỗ phổ vào mặt cho tỉnh táo không lẽ mình ngủ mơ sao Tú nằm xuống, mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà, một tia suy nghĩ phục qua đầu Tú. Không lẽ là ma triêu như mọi người vẫn thường nói hay sao? Tú bắt đầu thấy rùng mình vì cái suy nghĩ kinh dị ấy. Cậu bật dậy ôm chăn gói ra giường của Long. Long thấy lạ thắc mắc. Anh làm sao vậy? Anh đừng nói là anh sợ ma đấy nha. Ngủ một mình thấy lạnh quá, anh ngủ cùng chú cho ấm. Anh ngủ ở đây sao được? Em đang xem phim mà. Chú đều tay nghe vào đi, anh ngủ ở đây, Tú nói xong ném chăn gối lên giường rồi leo lên cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ. Long đành lấy tay phone nghe, tránh ồn ào, phá giấc ngủ của Tú. Long xem phim một lúc sau thì lại thấy Tú ú ớ gào thét ầm ĩ. Cậu đang nghe tay phone mà nghe tiếng hét của Tú vẫn lọt vào tay. Cậu lấy chân đạp vào Tú mà nói. Ông anh bị làm sao thế? Ông cứ gào thế thì làm sao tôi xem phim được? Tú không đáp lại câu hỏi của Long. Long thở dài. Đúng là yếu muốn viết Mới xem một đoạn kinh dị mà đã mơ mộng gào thét ầm ý lên rồi. Ngày mai em không rủ anh sang ngủ với em nữa đâu. Lòng bởi laptop xoay hẳn người sang hướng khác rồi tiếp tục xem phim. Trời về khuya, lạnh hơn nên tú kéo chiếc chăn khác chùm lên trên đầu. Chừng 10 phút sau, chiếc chăn của cậu bị bàn tay tú kéo rơi xuống giường. Lòng bực mình đạp vào người tú. Ông bị điên hả? Sao ông không đi ngủ đi? Không ngủ được thì dậy xem phim với tôi chứ đừng có đùa cái kiểu đấy, không vui đâu. Tú vẫn không đáp lại, Long tháo hẳn tay phone ra, Trị rầm. Đã vậy tôi khỏi cần nghe tay nữa, tôi để âm thanh dậy cho ông anh nghe cùng. Âm thanh kinh dị từ chiếc laptop phát ra đều đều, Long vẫn sai xưa nhìn chầm chầm vào màn hình, theo dõi. Những diễn biến của bộ phim kinh dị. Bàn chân cậu bỗng lạnh toát do bàn tay Tú chạm phải. Cậu giật mình đập mạnh. Khiếp, anh Long, tay anh bị gì mà anh lạnh thế, đừng có triêu em nữa, anh ngủ đi. Triều thế không vui đâu tú vẫn lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra lòng bực mình kéo mạnh cái chân của tú rồi đập mạnh vào người tú tú ngơ ngác bật dậy cái gì cái gì dạ trời sáng rồi hả sao mới ngủ mà đã sáng rồi lòng bực mình anh đừng có giả ngố nữa sao anh không ngủ mà treo em tú ngạc nhiên chú ấm đầu hả anh vẫn đang ngủ ngon tự nhiên sao chú gọi anh vậy làm gì lòng lẩm bẩm ngủ ngon cái đầu của anh ấy anh đừng đùa em nữa không thì anh vào giường trong kia ngủ đi anh cứ kéo chân rồi kéo chân em mấy lần rồi đấy tú gãi đầu kỳ lạ anh ngủ bị mộng du hả long định đạp chân vào người tú thì tú bắt được chân của long chú bị điên à sao lại đánh anh bàn tay của tú ấm áp chứ không lạnh như ban nãy long lấy tay chạm vào bàn chân tú rồi nghi người ra hỏi quái lạ sao lúc nãy tay chân của anh lạnh ngắt cơ mà cái gì lạnh ngắt anh chùm trăng kính mít thế thì lạnh làm sao được lòng đáp vừa nãy ta anh chạm vào chân em lúc ấy lạnh lắm em thề em bị lạnh mới giật mình đạp anh một ngát tú lừ mắt thôi đi ông tướng ông đạp người ta giờ còn giả giờ ngây thơ vô số tội ông đi ngủ đi khuya lắm rồi đấy ông mà còn ngồi nữa thế nào cũng bị ma cà bông nó bắt đi thật đấy tú nói xong cười cười chui vào chăn ngủ tiếp lòng khẽ rùng mình một cái rồi lắp tai nghe lên tiếp tục xem phim. Vòng oán phần 17 tác giả Hà Dương Phú Dương Cảnh phim kinh dị hiện ra trước mắt làm Long chú tâm theo dõi mà quên đi mất hình ảnh bàn tay lạnh ngắt ban nãy. Tú bỗng dưng dãy mạnh làm chiếc chăn bị hất tung khỏi người. Long bị giật mình bất giác quay lại nhìn anh. Anh lại làm gì nữa thế làm em giật nảy cả người. Chân Tú đang đạp mạnh xuống giường hai tay tú đang tự siết lấy cổ mình mắt tú trợn lên nhìn vô cùng đáng sợ lòng bây giờ mới sợ hãi kéo lấy tay của tú anh tú anh làm sao vậy mà bỏ tay ra lời nói của long không lọt vào tay tú tú càng lúc càng siết chặt hai tay mình miệng tú bắt đầu há ra cố lấy hơi mà dường như bất lực long dùng hết sức mình kéo tay tú ra mà không được hai cánh tay ấy khăng khăng giữ lấy cái cổ của tú không chịu rời ra Long mường tượng cảnh phim kinh dị trong các bộ phim ma cậu vẫn hay xem, liền trở nên hoảng loạn. Cậu lật đật bật điện lên, nhưng cái công tắc không hề nhúc nhích. Trong đầu cậu lúc ấy nghĩ ngay đến việc Tú đang bị ma riêu. Cậu vận dụng hết các kiến thức đã thu thập được qua các bộ phim ma, cố sức giúp Tú nhưng không được. Cậu lao ra cửa tính hô hoáng, người nhà và hàng xóm sang giúp sức thì bất ngờ bị bàn tay lạnh toát giữ lấy vai kéo lại. Toàn thân Long như bất động, bởi lực của cánh tay ấy rất mạnh. lòng vùng người lên chống lại bàn tay ma quái ấy, thì cổ bị ai đó siết chặt tới không thở nổi. Cậu ú ớ kêu gào rồi từ từ liệm dần đi. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang gục trên giường. Cậu đưa tay lên sờ cổ và thắc mắc. Không lẽ mình đã ngủ quên hay sao? Cậu quay sang nhìn thấy Tú vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt, trấn an mình rồi tắt laptop đi ngủ. Tuy nhiên, mùi khai và thối trong căn nhà bỗng dưng sọc vào mũi, làm cậu nhăn mặt khó chịu. Cậu bật đèn lên, rồi nhìn quanh căn phòng một lượt và thắc mắc. Sao trong nhà lại khai và thối thế này? Nhà mình đóng kín cửa thì lấy đâu ra mùi từ bên ngoài bay vào cơ chứ? Cậu nghĩ đến ông anh đang nằm ngủ say trên giường mà lẩm bẩm. Ông anh ngủ say đụng ra giường hay sao mà thối thế? Cậu kéo lấy cái chăn đang trùm kín người tú rồi trợn mắt vì bất ngờ toàn thân tú bất động hai mắt trợn ngược miệng há to lưỡi thè ra nhìn gớm ghiếc điều đặc biệt hơn là mùi khai ấy và thối ấy đích thị từ người tú bởi tú đại tiểu tiện ra giường long nhìn thấy cảnh ấy mà á khẩu không nói được lời nào cậu lao ngay ra cửa cánh cửa hôm nay cứ như có người giữ chặt đấy then cày cậu muốn gào lên nhưng không tài nào gào được số điện thoại của bố mẹ cậu cũng quên không thể nhớ nổi vì quá kinh sợ cậu vác cái ghế đập mạnh lên cánh cửa. Lúc ấy trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc phải báo cho người lớn biết chuyện. Cậu vừa đập vừa kêu gào cầu cứu. Hàng xóm khi ấy nghe thấy tiếng động cũng chạy sang giúp đỡ. Cậu phải lấy hết sức bình tĩnh mới mở được cánh cửa cho mọi người vào nhà. Mùi thối sọc lên khiến ai nấy đều nhăn mặt khó chịu. Chú Mạnh thấy lòng mặt mũi bơ phờ, sợ hãi, liền chạy thẳng vào nhà hét lên. Chuyện gì? Nhà có chuyện gì vậy? Lòng không nói được chỉ tay về phía giường tú đang nằm chú mạnh lao dội về phía con trai mà gào gú tú ơi có chuyện gì thế này tú ơi con mà tỉnh lại cho bố tú hàng xóm chạy vào nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ai nấy đều sợ hãi người thì lo kiểm tra người thì lo gọi xe cấp cứu tiếng xe đưa người đi cấp cứu xé tỏa không gian yên tĩnh của làng xóm long như người mất hồn cũng gục xuống rồi liệm đi tú được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu được bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cái chết vì trên người Tú không hề có vết thương hay bị trúng độc như nhiều người đã phán đoán. Chú Mạnh nghe tin dữ mà điên cuồng đập phá ở bệnh viện. Mấy người nói láo, tại sao không cứu con tôi? Tại sao cô tôi lại chết? Tối qua nó vẫn khỏe mạnh cơ mà. Chú Trường trấn an anh trai. Anh bình tĩnh lại đi, bác sĩ đã làm hết trách nhiệm rồi. Cháu Tú không hề có biểu hiện nào khác lạ cả. Chú Mạnh gào lên, vậy tại sao đang yên đang lạnh thằng bé lại chết? tối qua nó sang ngủ với thằng Long. Phải rồi, thằng thằng Long đâu? Tôi phải hỏi thằng Long xem đã xảy ra chuyện gì. Chú Trường đáp, thằng Long đang trong phòng bệnh, nó cũng đang bị hoảng loạn anh à, anh bình tĩnh lại đi. Chú Mạnh không thèm nghe lời chú Trường, lao thẳng vào chỗ Long đang nằm, lôi Long dậy mà hỏi. Cháu nói cho bác biết, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Thằng Long sợ hãi hét lên. Cháu không biết, cháu không biết gì cả. Là cháu thấy anh Tú tự bóp cổ mình, cháu đã cố gắng chạy ra mở cửa gọi mọi người nhưng không hiểu sao cháu lại ngất đi lúc cháu tỉnh dậy thấy mùi thối nên lật chăn ra xem thì đã thấy như thế rồi cháu không biết cháu không biết cái gì cả mẹ ơi con sợ lắm có phải nhà có ma không mẹ chú mạnh quát to nhảm nhí ma quỷ ở đâu ra mà ma với quỷ thằng long lắc đầu không đáp mà một mực kêu sợ hãi chú trường trấn an con trai được rồi con trai con thấy anh tú như vậy nên con sợ hãi là đúng rồi con bình tĩnh nói cho bố nghe xem chuyện gì đã xảy ra con có nhớ được mọi chuyện từ tối qua đến giờ không thằng long ngước mắt lên nhìn bố rồi lại quay ra nhìn bắt mạnh nó gật đầu con nhớ chú mạnh hỏi vậy cháu kể đi rốt cuộc là có chuyện gì thằng long lấy hết sức bình tĩnh từ từ kể cháu và anh tú xem phim anh tú nói đi ngủ trước ở giường trong lúc hơn 12 hai giờ anh ấy tỉnh dậy mắng cháu sau rủ anh ấy đi chơi cháu nói cháu xem phim chứ không hề gọi anh ấy một lúc sau anh ấy bê chăn gối ra ngủ ngay cạnh cháu cháu xem phim tiếp thì thấy anh ấy dậy rất mạnh cháu thấy anh ấy tự bóp cổ mình cháu cố hết sức kéo tay anh ấy ra rồi gọi anh dậy nhưng mà không được cháu chạy ra mở cửa nhưng bị ai đó lôi lại cánh tay ấy rất lạnh cháu ngất đi đến lúc tỉnh lại thì thấy anh ấy như thế rồi chú mạnh gào lên không thể nào không thể nào có sự trùng hợp như thế thằng tú không thể tự bóp cổ mình tới chết được chú trường đáp bác sĩ kiểm tra cổ thằng bé không hề có vết bầm như người bóp cổ chết đâu anh anh là công an anh kiểm tra rồi chắc anh hiểu rõ nhất chú mạnh thằng bé không bị đánh cũng không trúng độc vậy chú bảo tôi phải tin rằng thằng bé tự bóp cổ mình tới chết hay sao nếu là chú chú có thể tự bóp cổ mình được hả chú trường nếu chết bình thường do bị bóp cổ bị đánh thì sẽ không đại tiểu tiện tại chỗ như thế được. Không lẽ thằng bé đã gặp điều gì đó làm nó sợ hãi quá mức? Chú Mạnh ôm mặt gào lên. Cái gì mà sợ hãi quá mức? Trời ơi con của tôi, con mà nói cho bố biết rốt cuộc là làm sao? Chú Trường hỏi Long, con cố nhớ lại xem còn chuyện gì lạ nữa không? Thằng Long lắc đầu, không có, chỉ trừ gì có bàn tay lạnh ngắt chạm vào chân con. Con tưởng anh tú triêu nên đạp anh ấy một cái lúc sau con chạm vào tay chân anh ấy thì thấy ấm áp chứ không lạnh như lúc nãy chú mạnh quát mấy người thôi đi đừng để mấy chuyện ma quái ra nó ở đây tôi không tin thằng tú là tự bóp cổ mà chết tôi sẽ điều tra tới cùng vụ này chú trường ý anh là gì không lẽ anh lại cho rằng có kẻ giết hại cháu tú hay sao mà trên người cháu không hề có vết thương hay dấu hiệu nào cho thấy bị đánh cả bác sĩ đã kết luận cháu bị đột quỵ rồi chú Mạnh dường như không tin tưởng vào kết luận ấy. Tuy nhiên, chú cũng đâu tìm được lời giải đáp nào cho lúc này. Chú kiên quyết báo án, nhưng vụ án lại rơi vào ngõ cục do không tìm được bất cứ điều gì đặc biệt quanh cái chết của Tú. Thằng Long sau cái chết của Tú thì lúc bình thường, lúc lại hoảng loạn, ngày ngày dạ dại, ăn nói lung tung, không suy nghĩ. Bố mẹ nó phải gửi nó vào tận Sài Gòn cho nó quên đi quá khứ khủng khiếp mà tận mắt nó chứng kiến nhiều lúc hình ảnh tú trợn mắt thè lưỡi ra lại làm nó điên loạn có những lúc bác sĩ phải tiêm cho nó thuốc an thần nó mới bình tĩnh trở lại sau khi làm tăng lễ cho tú chú mạnh cũng y như người mất hồn chú vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ mà mọi người đồn thổi nhưng có thứ gì đó luôn thấp thỏm không yên chú nghĩ đến câu nói của thầy hiện hơn một tháng trước tuy nhiên chú lại gạt cái suy nghĩ điên rồ ấy ra ngay khỏi đầu Bà mừng sau khi mất đi đứa cháu nội thì lại càng tính tầm hơn trước. Bà bàn với các con. Mẹ nghĩ ngồi nhảy không may mắn đâu. Các con hãy bán ngồi nhảy đi, kéo rước họa vào thân. Một mình thằng Tú ra đi đã khổ lắm rồi. Các con đừng để xảy ra chuyện gì không hay nữa. Chú trường phản đối yêu cầu của bà mừng. Thằng Tú nó bị đột quỵ mà chết, chứ làm sao mà mẹ lại nói thế? Nếu đột quỵ thì kể cả có đang xem phim hay đang ăn cơm cũng chết cả thôi, con làm trong nghề nên con biết mỗi hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân chết do đột quỷ đấy mẹ. Bà mừng thở dài. Nhưng lời thằng Long nói các con không thấy nghi ngờ hay sao? Chú trưởng đáp. Thằng Long nó bị hoảng sợ nên ăn nó lung tung. Mẹ tin làm gì? Con không đi đâu cả. Bà mừng thấy con trai phản ứng gay gắt nên cũng không nói nhiều. Bà chỉ thở dài. Mẹ chỉ lo cho các con thôi. Nhà cô An đột ngột bán nhà đi chắc chắn là do cái mảnh đất ấy có chuyện chẳng lành. Nhà cái cô xoan kia cũng vậy. Nếu không có chuyện gì bí hiểm thì chắc chắn họ sẽ không bán nhà đột ngột lại chấp nhận bán lỗ như thế. Chú Trường đáp. Mẹ chỉ nghĩ linh tinh thôi, chẳng có chuyện gì bí hiểm đâu. Tất cả cũng là do có sự trùng hợp nên mọi người đồn đại như thế. Con chẳng tin đâu. Con nghĩ mẹ cũng không nên nhắc lại mấy chuyện này nữa. Tránh để cho hàng xóm người ta bàn tán chuyện không hay, ảnh hưởng đến gia đình con bà mừng không khuyên được các con thay đổi suy nghĩ cũng đành chịu bà ngày ngày lên chùa cầu an cho đại gia đình không hiểu sao dạo này bà luôn thấy bất an cái đi mà thằng tú mất bà không thể chập mắt nổi do cứ nhắm mắt lại bà lại nghe thấy tiếng động khe khẽ gian lại nghe ríu rắc mơ hồ nhưng lại đáng sợ bà trấn an mình ra thắp nén hương thắp lên bàn thờ gia tiên mà khấn các cụ phù hộ cho gia đình nửa đêm ấy bà nghe tin cháu bà phải đi cấp cứu bà đứng không vững dự cảm chẳng lạnh bà thắp hương lần nữa bác hương nhà bà đột ngột bùng cháy bà càng hoảng loạn bởi các cụ đã truyền lại rằng bác hương gia tiên mà bốc cháy dự báo điềm chẳng lành cái hùng tình ấy được truyền về khi các con bà nói cháu bà không qua khỏi vì đột quỵ bà đang ngã quỵ vì không tin nổi những chuyện đã xảy ra quá lo lắng cho các con bà đã ra sức khuyên bảo nhưng dường như các con bà lại bỏ ngoài tay những lời bà nói. Bà lén các con của mình hỏi dò đường đến nhà thầy Hiền. đáng tiếc bà đi hai lần thì đều không có duyên gặp thầy ở nhà. Bà thở dài ngẫm lại mọi chuyện, không lẽ đây là cái số con cháu bà phải trả hay sao? Chú mạnh biết chuyện bà thuê xe ôm đi tìm thầy Hiền thì tức giận. Mẹ làm như vậy thì con ăn nói làm sao với đồng nghiệp? Ai đời đường đường làm công an Là trước thầy bói về Tuyên truyền mê tín dị đoan hay sao Bà mừng Mẹ chỉ muốn hỏi thầy vài diệt Về các giấc mơ dạo này mẹ hay gặp Không lẽ thằng Tú mất đi Là không dậy báo mộng cho con lần nào hay sao Giờ chú Mạnh nghe mẹ chồng nói vậy dội dạ hỏi Mẹ ơi cháu Tú dậy báo mộng cho mẹ à Cháu có nói gì không hả mẹ Con nhớ cháu quá Mà cháu chưa khi nào dậy báo mộng cho con Chú Mạnh tức giận quát mình có im ngay đi cho tôi nhờ không? Người chết là hết, làm gì có chuyện báo mộng mị như mẹ nói. Chẳng qua mẹ nghĩ ngợi nhiều quá nên mơ mộng thấy mấy chuyện hoang đường đó thôi. Bà mừng chấm chấm giọt nước mắt nơi khóe mi chậm rãi đáp. Phải, vì tôi thương cháu tôi, Cặp bé một mực kêu oan ức. Mới đêm qua, tôi nghe thấy tiếng nói giọng về trong giấc mơ. Nó kêu gạo rất đau đớn, nó nói nó chết oan. Vòng oán Phần 18 tác giả Hà Dương, Phú Dương Chú Mạnh thở dài Con biết bà thương cháu Tuy nhiên cháu cũng mất rồi Bà ngài nhớ đi mong Rồi gọi tên cháu thế Làm sao mà cháu siêu thoát được Bà muốn cháu siêu thoát thì làm ơn Đừng nhắc đến những chuyện này nữa Tất cả coi như chấm dứt tại đây Bà mừng chỉ biết giấu giọt nước mắt đau thương vào trong lòng Chú Mạnh khó chịu bỏ nhà sang chơi với chú Trường Hai anh em bàn tán chuyện một hồi rồi ai về nhà nấy. Cô Thiêm, vợ chú Trường thắc mắc. Anh Mạnh bạn việc gì với mình mà bí mật thế? Chú Trường chẹp miệng. Chuyện của đàn ông, mấy người phụ nữ xen vào làm cái gì? Mình ra khóa cổng rồi đi ngủ sớm đi. Sang tuần nhà mình đào ao nuôi ba ba. Cô Thiêm sửng sốt. Sao đang yên đang lạnh, nhà mình lại đào ao. Ở đây người ta còn lấp đi không được thì mình lại đào lên làm gì không biết. Chú Trường lườm mắt đúng là đàn bà suy nghĩ thiển cận thật đấy. Ai lấp là việc của họ, việc của tôi là đào ao Yonubaba là theo phong thủy. Cô Thiêm nghe vậy cười phá lên. Ông trường này, ông bị điên à, trước giờ ông đâu có tin mấy cây bối toán với phong thủy gì gì đó, sao tự nhiên ai làm ông thay đổi thế? Chú trường đáp, tôi không tin bói toán vì nó mê tín dị đoan, chứ phong thủy là khoa học, tại sao lại không tin? Cô Thiêm đáp, dân khoa học nhưng sao lại đào ao mà mình tính đào ao ở đâu chú trường chỉ ra vườn chuối tôi sang bằng vườn chuối rồi đào ao nuôi ba ba mình à thầy phong thủy nói nhà mình đào ao ở đó sẽ được phú quý tôi vừa mới bàn với bác mạnh rồi bác mạnh sẽ giúp chúng ta tìm thợ đào ao cô thêm thở dậy rồi ra khóa cổng lúc quay người vào cô bắt giác thấy rùng mình một tia sáng xoẹt qua trước mắt cô rồi dục tắt ngay gốc cây mít cô chao mày nhìn lại nhưng không thấy gì, bà nhanh chóng đi vào nhà. Chú Trường đứng ngay cửa làm cô giật mình. Ôi trời ơi, mình làm em hết cả hồn. Cô thấy cái gì mà mặt mũi tái mét đi thế kia? Góc mít có cái gì ấy, em nhìn không rõ lắm, nhưng hình như là tia sáng dục qua rất nhanh rồi biến mất. Chỉ được cái nhìn gà quá cuốc, chắc là ánh đèn xe máy người ta đi ngoài đường, chiếu lại, chứ ánh sáng ở đâu ra. Cô Thiêm nhanh chóng khóa cửa nhà đi ngủ. Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng động mới giật mình tỉnh giấc cô quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu nên dội vàng bật đèn trong nhà lên cửa nhà cô đang mở cô chắc mẩm chú trường đang đi vệ sinh nên quay lại giường tiếng bước chân của chú trường ở ngay bậc cửa cô hỏi mình đấy à không gian yên lặng như tờ làm cô thoáng sợ hãi cô nắm chắc chiếc đèn ở ngay đầu giường rồi nép sát người vào bên cánh cửa phòng ánh đèn bất ngờ chiếu vào nhà qua cửa sổ khiến cô hỏa hồn. Cô tính hét lên thì nghe tiếng chú trường nói. Chó với mèo cứ ầm ầm thế ai mà ngủ được. Cô thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài hỏi chồng. Đang đêm, đang hôm, mình đi đâu mà mở cửa ra ngoài thế? Chú trường giọng cáo kỉnh. Là chó mèo nhà ai cứ rầm rầm bên ngoài làm anh không ngủ được. Anh vừa ra ngoài soi mà không thấy gì cả. Thôi kệ nó, chắc nhà có chuột nên mèo nó đuổi chuột thôi. Nhà cũ mình trước đây cũng đầy chuột đó thôi. Chú trường chẹp miệng, lũ chuột này cũng lạ, cứ chạy vòng vòng quanh nhà. Lúc nãy anh thấy con mèo đen chạy ở ngoài sân, nó lao về phía cây mít rồi mất hút. Anh soi đèn theo mà không kịp theo cái bóng của nó chạy. Cô Thiên thắc mắc, mèo chạy dưới đất nhẹ lắm, sao anh nghe thấy tiếng động được? Chú trường đáp, anh nghe tiếng động mạnh nên tưởng là nhà có trộm mới vậy. Lúc anh mở cửa ra lại thấy con mèo đen chạy ở sân. Anh thấy lạ, mới ra ngoài thì thấy con mèo lao dục ra phía cổng anh soi đèn theo nó nó liền nghĩ ra phía cây mít mà lạ kỳ chỗ cây mít ấy xây tường kính như thế con mẹ có thể chạy đi đâu được nhỉ ôi trời ơi anh quan tâm tới con mèo ấy làm cái gì thôi muộn lắm rồi chúng ta nghỉ sớm đi mai em còn đi làm chú trường lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được do hình ảnh con mèo kỳ lạ ấy cứ chập chờn trong tâm trí rất lâu sau chú chìm vào giấc ngủ thì lại bị tiếng động làm cho tỉnh giấc chú mở mắt ra thì bắt gặp ngay hình ảnh thằng Tú đang đứng ngay dưới chân giường nhìn chầm chậm vào chú. Chú gọi, Tú, sao cháu lại ở đây? Tú không đáp lại câu hỏi của chú Trường mà quay mặt đi luôn. Chú Trường ngồi bật dậy bước theo Tú ra ngoài. Chú đặt tay lên vai Tú rồi bất giác trục tay lại vì cảm giác lạnh buốt lan sang bàn tay. Chú hỏi, cháu sao thế, sao cháu lại không nói gì? Tú đột ngột quay mặt lại nhìn chú Trường. Miệng Tú mấp máy rồi máu bỗng trào ra hai bên mép chảy xuống vạt áo. Mắt tú trợn ngược lên, rồi cái cổ bắt đầu lúc lắc nghe rõ tiếng răng rắc như cạnh cây khô bị bể gãy. Chú trường lúc này bị giật mình, chú lùi lại phía đằng sau. Cháu, cháu, cháu làm ha sao? Thằng Tú không đáp lại lời chú trường hỏi mà ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Tiếng cười của nó ma quái và rùng rợn làm chú trường sợ hãi. Chú lắp bắp, cháu, cháu chá muốn gì? Sao, sao cháu lại làm thế? Thằng Tú cúi gập cái mặt xuống rồi bất thình lình ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào chú nó, máu từ hốc mắt bắt đầu tuôn ra. Dưới ánh đèn ngủ đỏ mờ ảo, hình ảnh ấy hiện hiện trước mắt chú Trường, càng thêm phần ma quái và đáng sợ. Nó từ từ mở miệng, "Đi theo cháu, chú đi theo cháu." Cánh cửa nhà chú Trường bất chợt mở tung ra, chân chú bất giác cứ bước theo thằng Tú ra ngoài. Chú định thận lại và muốn dừng chân lại thì tiếng nói thằng Tú lại vang lên. Đi theo cháu, chú đi theo cháu. Thằng Tú dẫn chú Trường ra ngoài cổng. Nó đứng lại xoay người, chỉ tay về phía cây mít. Chú Trường nhìn theo tay nó chỉ. Chú cố căng mắt ra nhìn về phía ấy thì bất ngờ thấy hai người đang bị treo lơ lửng trên cây mít. Chú sợ hãi hét lên. Cứu, cứu, cứu người, có người tự tử, cứu người. Tiếng hét của chú to quá khiến cô thiềm giật mình tỉnh giấc cô lai chậm dậy hỏi gấp gáp sao thế mình tỉnh lại đi có chuyện gì vậy cứu ai ai bị làm sao cô thiềm tắt mạnh vào chú trường mới làm cho chú tỉnh lại trời lạnh mà mồ hôi của chú ướt như tắm chú thở gấp ác mộng tôi mơ thấy người chết sợ quá cô thiềm đáp người chết thì ngày nào mình chẳng gặp sao hôm nay lại gặp ác mộng thế Sợ quá mình ơi, tôi thấy người treo cổ ở ngay cây mít trong vườn nhà mình, không phải là một người mà là hai người mình à, tôi sợ quá. Cô Thìm nghe nhắc đến cây mít thì không khỏi hoang mang. Cây mít ở sau nhà mình phải không? Có điểm báo gì không mình? Hay là mình chặt cái cây mít ấy đi? Chú Trường gật gù tán thành. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, chúng ta phải chặt cây mít đi thôi. Trong giấc mơ tôi thấy thằng Tú, chính nó dẫn tôi ra cây mít. Sao lại liên quan đến thằng Tú? không lẽ thằng tú muốn báo mộng cho chúng ta sao mà rút cuộc là chuyện gì tôi không biết trong giấc mơ thằng tú bảo tôi đi theo nó tôi không muốn đi nhưng chân lại cứ bước theo không ngừng lại được sợ quá chưa khi nào tôi mơ thấy giấc mơ kinh dị như vậy cô thêm trứng ăn chồng rồi nằm xuống ngủ tiếp chú trường từ đó tới sáng không dám chập mắt vì còn nghĩ ngợi nhiều chuyện của gia đình sáng hôm sau chú kể lại chuyện cho chú mạnh nghe chú mạnh thoáng chút kinh ngạc vậy ý của chú làm sao không phải chú cũng thần hồn nát thần tính đấy chứ chú trường lắc đầu em đang bạn với anh vụ cây mít ấy dù gì cây mít ấy cũng có người chết em chặt cái cây ấy xuống chứ như giấc mơ đêm qua em bị ám ảnh lắm anh à thằng tuấn còn chú mạnh đi ngang qua bèn nói chen vào đêm qua cháu nằm mơ thấy thằng tú nó gọi cháu đi đâu đấy nhưng bà ho to quá làm cháu giật mình tỉnh dậy cháu muốn hỏi nó nhưng mà không kịp chú ạ à. chú trường vỗ mạnh tay xuống ghế chắc thằng Tú báo mộng cho em với thằng Tuấn đấy. Em nhìn thấy cây mít của hai người treo lơ lửng ở đấy mới đáng nói. Chú Mạnh đáp, cái đấy tùy chú, cây trên đất nhà chú, chú chặt hay giữ lại tôi cũng không có ý kiến. Chú Trường, vậy em tìm thợ về thuê người ta cưa cây mít đi. Đêm qua em nghe tiếng động tưởng trợ mới dậy thì thấy con mèo đen chạy dục qua sân. Em thấy rõ ràng nó nhảy về phía cây mít mà lúc rọi đèn vào thì không thấy con mèo đâu nữa. Chú Mạnh đáp, chú tự nhiên bị hộ đồ từ bao giờ vậy? Chú có biết mèo leo trèo rất giỏi không? Chú chạy ra tới đó thì con mèo nó leo lên cây, nhảy lên bờ tường hoặc mái nhà mất rồi. Lấy đầu ra con mèo lại đứng yên cho chú tìm. Chú Trường gật gù đáp. Dân em hiểu rồi, vậy em tìm người cưa cây mít đi anh ạ. À. Thằng Tuấn đưa ra ý kiến. Cháu thấy chú không cần tìm thợ cưa cây mít đâu. Chú cứ để cháu lên nhà ông ngoại cháu, dắt cái cưa vậy chú cháu mình cưa là được. Chú Trường định phản đối thì chú Mạnh lên tiếng vậy cũng được con lên ông ngoại mượn cái cưa về giúp chú cưa cây mít ấy đi chú mạnh quay sang nói với chú trường thằng tuấn nó quen mấy việc này rồi chú cứ kệ cho nó làm đi dù gì cũng con nhà tông mà nó theo ông ngoại làm mọc bao nhiêu năm nay rồi còn gì nữa bà mừng nghe thấy vậy vội phản đối không được đâu chẳng phải trước đây nhà cô an đã thuê thợ đến chặt cây mít mà không được hay sao mày chỉ sợ cây lâu năm lại có linh tính mình chặt đi là mạo phạm thì họa vô đơn chí. Chú Mạnh đáp, mẹ cứ hay lo mấy việc không đâu. Thế những cây lâu năm ở trên rừng, người ta vẫn chặt về làm nhà cửa có sao đâu. Đám thợ nhà cô An thuê về, làm ăn không cẩn thận mới xảy ra chuyện không may, chứ bình thường chả có chuyện gì cả. Nhưng mẹ thấy cây cao bóng cả, người ta kiên chặt phá. Cây cao bóng cả, chứ cái cây mít bé tí tẹo ở trong giường thì có làm sao mà mới cứ lo, mà các cây ấy cũng có ra quả đâu mà phải giữ lại làm gì? thằng tuấn nói xen vào bà cứ để yên cháu cưa cho bà xem cháu lấy cưa máy của ông ngoại cháu cưa về một lúc là xong ngay chú trường đáp vậy cháu mượn về sớm đi chiều nay chú mới đi trực nên sáng nay hai chú cháu mình cưa cho xong thằng tuấn nhanh nhẹn lấy xe chạy sang nhà ông ngoại mượn cái cưa máy về nó hâm hở giác cưa sang nhà chú trường chú trường đang núi húi nói về điện từ trong nhà ra ngoài cây mít tuấn vui vẻ có cây mít bé tí này mình cháu làm một chốc là xong với anh thợ lần trước đúng là ăn hại chú ạ à. chú trường cười vui vẻ cháu của chú thì chuẩn của chuẩn rồi chú nói về xong rồi đây giờ phải nhờ tay nghề của cháu vậy túng dinh mặt lên đáp lại chuyện nhỏ như con thỏ chú ạ à, nhưng mà chú phải tìm cái dây điện to to một chút không cháu sợ lại chập điện mất thôi chú trường đáp chú phải mượn ổ điện của nhà hàng sắt đấy dây điện này người ta dùng máy cắt và máy hàng được thì cái cưa máy nhỏ thế chắc không vấn đề gì. Mà điện này không qua cầu dao, chú nói với ổ điện lưới trực tiếp đấy. Cháu yên tâm đi. Tuấn nhanh nhẹn, xách cưa, cắm ổ điện nhằm vào cành cao nhất mà cưa. Tiếng cưa xoèn xoẹt, cắt vào cành mít trên cao, nghe chói tay. Tuy nhiên, chiếc cưa không cắt nổi một nửa cành mít, thì ổ điện lóe lửa, nổ rẹt rẹt, mùi khét nhanh chóng bà lên. Tuấn ngừng cái cưa lại, nhăn mại thắc mắc. Sao cái ổ điện lại bị khét thế chú Trường? cậu quay lại hô hoáng chú trường mau ngắt điện ra khỏi ổ cắm đi cháu sợ bị chập điện mất chú trường nghe tuấn nói vậy nhưng lóng ngóng trượt chân ngã sóng xoài trên nền đất kéo cả cái ghế tuấn đang đứng đổ ập xuống làm tuấn chớ giới ngã nằm chồng lên người chú trường hai chú cháu ngã đổ ập lên nhau nằm đè lên ổ điện vẫn đang rẹt rẹt nổ tai nạn điện giật thương tâm đã lấy đi cả hai mạng người ngay tại gốc cây mít oan nghiệt bà mừng nghe hàng xóm hô hoáng chạy vội sang thì thấy con trai và cháu đã bị điện giật Tím đen cả người Mọi người đã ngắt dòng điện rồi Hôn nhau cấp cứu Đáng tiếc cả chú Trường và Tuấn đều không qua khỏi